Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là màn hình HTC U11 được tháo rời ra khỏi màn hình. Di động cao cấp.vn đã có rất nhiều video giới thiệu chi tiết cách thay màn hình của HTC U11. Ở video này, di động cao cấp.vn không nói về cách thay màn hình của HTC U11 mà chỉ đơn giản giới thiệu về các cái lỗi thường gặp trên màn hình HTC U11. Thì màn hình HTC U11 là một trong những mẫu điện thoại cực kỳ khó thay. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần màn hình cảm ứng của HTC U11 sẽ chia làm hai phần. Phần đầu tiên nó giống như tất cả những mẫu điện thoại khác trên HTC U11. Đó, tức là lỗi thì buộc phải thay trọn bộ màn hình. Xin lỗi các bạn, tức là nó không giống màn hình của HTC U11, nó không giống như màn hình của đa số những mẫu HTC có thể thay rời được. Và màn hình của HTC U11 khi lỗi hỏng là buộc phải thay trọn bộ màn hình. Tức là quý vị các bạn rơi vỡ va đập, cảm ứng được hay không cảm ứng được không quan trọng. Nhìn được hay không nhìn được, tức là lên hình ảnh cũng không quan trọng, vì buộc phải thay trọn bộ màn hình như này. Nó rất là khó thay, màn hình nó là cong 2.5D, cực kỳ là khó chịu khi mà lỗi hỏng cần thay mới. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về màn hình, dịch vụ thay mới màn hình HTC U11, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Xin cảm ơn quý vị các bạn.